Xin chào các bạn, chúng ta cùng học tiếng Việt lớp 1 nhé. Bắt đầu học thôi nào. Uya. O I A Uya. Đêm khuya. Khờ Uya khuya. Khuya áo. Khờ Uya khuya. Uya hoa và uy thường. Giỏi quá, bạn đã hoàn thành bài học này. Nào chúng ta cùng ăn bánh với bạn Bi. Uya. 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 Oan. Uya. Uya. Chúc mừng bạn Oan đã hoàn thành bài học này. Uya. Bạn hãy chạm vào nút bên dưới để quay về mục lục.